Được biết, dự án siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cấp quyết định chủ trương đầu tư xây dựng cho công ty Lũng Lô 251 vào năm 2018, với thời gian dự kiến đến cuối tháng 3 năm 2019 sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động. Dự án có diện tích đất sử dụng đã được điều chỉnh trên 1.600 m², gồm đất sử dụng xây dựng công trình 970 m², còn lại là phần xây dựng các hạng mục phụ trợ khác. Tuy nhiên, đến nay đã 4 năm kể từ khi được cấp quyết định chủ trương đầu tư, dự án vẫn chỉ là bãi đất hoang trở thành nơi đổ xe và chứa tô rách. Trước sự việc hàng ngàn mét vuông đất nằm ở vị trí vàng của trung tâm tỉnh Quảng Ngãi đã bị bỏ hoang suốt nhiều năm qua như vậy, đã gây nhiều dư luận không hay ở địa phương này. Sáng 27 tháng 11, để làm rõ nguyên nhân vì sao dự án vẫn nằm trên giấy sau 4 năm được cấp chủ trương đầu tư, phóng viên Dân Việt đã liên lạc và được Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi đồng ý trong tuần đến sẽ thu xếp làm việc cung cấp thông tin về dự án này.